8 cách đẩy mầm bệnh ung thư ra khỏi cơ thể. Tất cả chúng ta đều làm được vì rất đơn giản. Các bác sĩ thường nói rằng ung thư là bệnh có thể phòng ngừa được. Hãy nghe 8 lời khuyên tâm huyết này để bạn luôn giữ được khoảng cách an toàn với sự tấn công của ung thư. Nếu ai trong chúng ta cũng cố gắng làm được những điều đơn giản sau đây một cách thường xuyên, bệnh ung thư có thể được đẩy ra xa cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn. 1. Thêm một chút tỏi vào trong các món ăn. Giáo sư Earl Harrison, Trung tâm Ung thư thuộc Trường Đại học Ohio, Mỹ cho biết, qua nghiên cứu và xét nghiệm trên nước tiểu cho thấy, nếu việc ăn tỏi nhiều sẽ làm giảm chất gây ung thư ẩn náu trong cơ thể con người tốt hơn. Để tỏi vẫn giữ được các tác dụng chữa bệnh, khi dùng tỏi để nấu ăn, các chuyên gia lưu ý như sau. Nghiền nát tỏi, đợi ít nhất 10 phút sau mới cho vào nấu ăn. Điều này sẽ tăng thêm sự hình thành của chất allicin, chất quan trọng nhất trong tỏi, có tác dụng chống ung thư, đảm bảo sự tổng hợp tối đa của allicin và cũng làm cho nó chịu nhiệt tốt hơn. Sau đó đun lửa nhỏ trong thời gian ngắn khoảng 15 phút. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức khoa học về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cùng chung tay tạo dựng cộng đồng người Việt khỏe mạnh trên khắp thế giới bằng cách nhấn nút like, share khi thấy video hữu ích nhé bạn thân mến. Xin chân thành cảm ơn. 2. Làm việc nhà có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú. Nghiên cứu của nhóm các nhà nghiên cứu ung thư tại Đại học Oxford, nước Anh công bố, nếu mỗi ngày bạn dành ra khoảng 6 tiếng để làm việc nhà, đi bộ hay làm vườn sẽ có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú tới 13%. Nếu các hoạt động này được thực hiện trong 2,5 giờ một ngày, có thể giảm nguy cơ ung thư vú khoảng 8%. Chỉ cần lưu ý rằng, trong quá trình thực hiện các công việc có sử dụng chất tẩy rửa, những chất hóa học công nghiệp, bạn nên dùng dụng cụ bảo vệ để tránh sự tiếp xúc trực tiếp với các chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe. 3. Ít uống rượu giúp phòng ngừa bệnh ung thư thực quản. Các nghiên cứu mới nhất tại Thụy Điển phát hiện nam giới trên 45 tuổi, nếu ít uống rượu hoặc thậm chí không uống, có thể làm giảm nguy cơ ung thư thực quản tới 50%. Nếu kết hợp duy trì thêm thói quen ăn nhiều rau quả, thì nguy cơ mắc bệnh này gần như không đáng kể. 4. Ít ăn chế phẩm công nghiệp làm từ thịt. Các nhà khoa học nước Anh phát hiện ra rằng, nếu tiêu thụ thường xuyên các món thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng, đặc biệt là nam giới. Đại diện cơ quan nghiên cứu ung thư thế giới, chuyên gia nghiên cứu Rachel Thompson khuyên rằng, mỗi tuần chỉ nên ăn các món ăn thịt chế biến sẵn dạng này, khống chế ở mức dưới 70g. Nếu muốn ăn thịt nướng, tốt nhất nên ướp nước cốt chanh khoảng 1 giờ trước khi nướng để làm giảm bớt các chất độc sau khi ăn chúng. 5. Ăn ít đường, hạn chế uống đồ ngọt. Món ăn yêu thích của ung thư chính là đường. Một nghiên cứu của Nhật Bản lưu ý rằng, khi dòng máu chảy qua các khối u, có tới khoảng 57% glucose, trong đó sẽ được các tế bào ung thư giữ lại, tiêu thụ và trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng chúng. Tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Mỹ cũng từng công bố, nếu người nào mỗi ngày uống quá 2 cốc nước ngọt, thì nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy sẽ cao hơn so với người không uống tới 90%. 6. Dùng điện thoại di động càng ít càng tốt. Cơ quan nghiên cứu ung thư thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là IARC, từng công bố rằng việc sử dụng điện thoại có liên quan đến các vấn đề về u não do sự tác động của các từ trường tần số vô tuyến điện. Vì vậy, họ khuyến cáo người dùng nên sử dụng tai nghe điện thoại để tránh áp sát điện thoại vào tai hoặc vào đầu. 7. Không kiểm tra sức khỏe bằng máy phóng xạ nếu không cần thiết. Một nghiên cứu tại khoa vật lý Đại học Columbia nước Mỹ đã công bố rằng trong vài thập kỷ qua, có đến 2% các trường hợp bị ung thư có thể là do bức xạ gây ra bởi máy quét CT trong quá trình khám bệnh. Nếu bạn sử dụng hình thức kiểm tra sức khỏe bằng máy có phóng xạ, sẽ gây ra những nguy cơ cho sức khỏe lớn hơn. 8. Uống trà chanh phòng chống ung thư da. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Rutgers, Mỹ, nghiên cứu công bố thấy rằng nếu kết hợp dùng vỏ trái cây, họ cam quýt để pha trà uống sẽ làm giảm nguy cơ phát triển tế bào ung thư vẩy da khoảng 70%. Chất axit citric có trong chanh có thể ngăn chặn và loại bỏ sắc tố gây hại trên da. Lưu ý, bạn phải sử dụng trà nóng ấm, không phải trà nguội hoặc nước trà đá. Quý vị và các bạn đang theo dõi video
được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh kiến thức khoa học về sức khỏe. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.